hát mang cả đỉnh đấy, bác nhìn này. Về cho bác bao nhiêu không kịp, không kịp giả, bởi vì là dòng này các bác lắp độ chế loa rất hay mà, ô tô loa ô tô, đặc biệt ô tô quá phê luôn. 399.000 một đôi, ok chưa ạ? Các bác nhanh tay nhá, em sẽ đặt về tiếp cho các bác nữa. Dòng này thì không hay không lấy tiền, em gửi clip lồng về phía sau, gửi clip lồng về phía sau cho bác. Phải nói là với tầm tiền ngon, em phải nói luôn là ngon bổ rẻ cho các bác luôn ạ. À, một đôi loa Harman Kardon hàng xịn bác nhé, Harman Kardon xịn đấy. À, đôi loa này hàng xịn, Harman Kardon xịn, và tất cả những dòng loa này thường được lắp trên những dòng xe sang luôn. Và đặc biệt là bác nhìn con loa này, con súp này, con loa súp này nó xuống trở kháng đến 4 ohm. Tất cả những dòng 4 ohm này thì thường họ toàn dùng cho loa súp thôi. Đấy, súp trầm. Con này đánh đánh bass thì các bác phải mê luôn. À, cái đường kính từ cái ốc vít bên này sang bên này là 12 cm bác nhé. Con này được thiết kế một bass này, một tép. Dòng này được tháo ở những chiếc loa âm trần ở nước ngoài về. Âm trần hoặc quạt trần, hay tóm lại là những trung tâm của người nước ngoài về, hàng xịn. Đánh rất là hay, cực kỳ phê. Và đặc biệt là bác nào muốn lắp độ chế vào ô tô nhé. Ô tô, xe con, xe khách, xe tải tùy các bác. Nhưng mà chú Lê Tuấn sẽ test cho bác một đôi nhỏ này thôi. Tại cái phòng to vật vã như của em nó đánh như nào rồi. Thì các bác về tất cả những chiếc ô tô và tầm dưới 1 tỷ hoặc tỷ 1 tỷ 2 các bác về nên nhấc loa nó ra, thay loa này vào cho em. Cứ để ốp vào cho em, vừa tép trung sáng. Và đặc biệt là cái dòng này các bác có thể, đây bác chỉ tách, bác chỉ tách ra, bác đấu thẳng loa cho em. Âm ly ở trong ô tô thì âm ly công suất nó vừa phải mà. Đấy, đánh rất là hay mà mức giá lại rẻ bác ạ. 399.000 một đôi này bác ạ. Một đôi loa này em để cho bác 399.000, em bán báo giá bác là em báo giá trên đấy, rồi bác nào lấy được thì liên hệ với em. Chứ còn xác định gọi với em mà 399.000 một đôi loa này mà bác còn mặc cả thì đúng rồi, em không còn nước nào để em bán nữa. Đấy. Hai nữa là chiếc âm ly này thì em Tuấn sẽ lồng cái clip test hát karaoke về phía sau cùng. Bác nào không muốn xem giới thiệu đây thì bác tua về. Đôi này, con này em sẽ hát karaoke. Ngày trước là cái đêm em bán những con này nó tầm 2-3 năm nay rồi. À, trước là 680k, bây giờ để cho bác 590k, bởi vì là mình thấy nhiều khách hàng đón nhận cái loại này đấy. Nên mình nhập rất là nhiều luôn, càng nhập nhiều thì giá càng rẻ. Đấy. Thì là 590.000 con này có mic 1, cổng mic 1, mic 2 này, có echo này, có vang nhại đầy đủ hết, và đặc biệt là có điện 12V nữa, bắt Bluetooth, cổng AUX rồi FM AM có hết. Những con này độ chế trên ô tô rất là thích, mức giá 590k. À, một con âm ly này thì có thể đánh được tầm 4 đến 6 đến 8 đến 10 cái loa này luôn. Đấy. Được chưa ạ? Sau đây em Tuấn sẽ test cho các bác nhé, test âm thanh cho bác luôn. Còn bác nào muốn test karaoke thì em lồng cái video test con này karaoke về phía sau. Bác. Tắt nhé. Đấy là cái củ loa nó đang nằm ở ngoài đấy bác ạ. Thế này mà các bác đưa nó vào trong thùng, đưa vào trong thùng kín, ôi dồi, thì súp nó lên, bát nó lên thì dã man luôn. 399.000 một đôi, bắt đầu nhanh tay chứ còn không nhịp. Em về có mấy chục đôi nhé. Nhanh tay, alo em Tuấn.
Đấy, còn mời các bác vào clip phía sau em lồng karaoke phía sau cho bác. 399 ngàn một đôi loa này, còn âm ly này là 590k nhé. Có chạy thẻ nhớ USB, hát karaoke, hai cổng mic, rồi có gà điện 12V, bắt Bluetooth. Đấy. AUX FM. Rồi, chào bác.